Thưa quý vị, nhà hoạt động Trần Thị Nga của Việt Nam được ân xá quốc tế Amnesty International đưa vào danh sách 6 nhà hoạt động nhân quyền nữ trong khu vực Đông Nam Á được vinh danh nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3 năm nay. Phóng viên Anh Minh có thêm chi tiết. Thông cáo báo chí của ân xá quốc tế phát đi hôm 7 tháng 3 nêu rõ bà Trần Thị Nga, quê ở Hà Nam, là một nhà hoạt động việc quyền đất đai cũng như cổ suý cho dân chủ tại Việt Nam. Vào tháng Giêng vừa qua, bà bị bắt theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Đây là một điều luật thường xuyên được nhà cầm quyền Hà Nội sử dụng để bó tù dài hạn những nhà bất đồng chính kiến. Hiện bà Trần Thị Nga là một trong số hơn 90 tù nhân chính trị đang phải ở tù tại Việt Nam. Ân xã quốc tế nhắc lại quá trình bà Trần Thị Nga từng bị tai nạn giao thông khi đi lao động ở Đài Loan. Đó cũng là nơi mà bà bị lạm dụng tương tự như những công nhân xuất khẩu khác của Việt Nam qua những trải nghiệm của bản thân, bà Trần Thị Nga tự tìm hiểu về quyền con người. Khi trở về Việt Nam, bà hoạt động không ngừng nghỉ để phổ biến những điều học hỏi được về quyền con người. Bà tham gia vào tổ chức xã hội dân sự độc lập có tên Mạng lưới phụ nữ nhân quyền. Bản thân bà là đối tượng bị những thành phần mặc thường phục cũng như công an tấn công nhiều lần. Những vụ tấn công diễn ra ngay trước mắt các con của bà. Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của ân xá quốc tế, bà Champa Patel, đưa ra nhận định rằng tại khu vực Đông Nam Á, chỉ một số ít chính quyền có thể tự hào về thành tích nhân quyền mà thôi. Tuy nhiên, có vô số những phụ nữ trong khu vực vẫn can đảm bất chấp hiểm nguy đứng lên chống lại bất công. Sáu phụ nữ được ân xá quốc tế vinh danh nhân dịp 8 tháng 3 năm nay. Ngoài bà Trần Thị Nga của Việt Nam còn có luật sư Siri Khan, Chao Siri của Thái Lan. Maria Chin Abdullah của Malaysia, Tep Vani của Campuchia, Wai Wai Nu của Myanmar và nữ thượng nghị sĩ Leila de Lima của Philippines.